học hoài là ngán lắm. Con cũng vậy. Con cũng vậy. Con cũng vậy. Chúng mình khoai lang rất là tốt cho sức khỏe. Không có ăn cơm, chỉ ăn khoai lang quặng sống. Không ăn cơm, chỉ ăn khoai lang thôi. Đúng rồi. Nói ăn cơm hết. Thang 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 thang. Khoai lang. Chào cả nhà. Đi qua con ngủ có ngon không? Không. Con ngủ ngon lắm cô. Sao tụi con không ăn khoai đi? Con không sợ khoai quá. Sao vậy? Con sợ nó nhiễm vi khuẩn. Vi khuẩn. Tại vì hồi nãy á con ngủ nó đậu lên nó chát vi rút lên. Vui nha. Ba chỉ con ăn nè. Ví dụ như nó đậu lên đúng không? Con bẻ ra. Ba ở giữa. Đúng không? Nhỏ ra mà. Khoai ngon quá ha. Em biết thế đó. Hồi đó ba má ăn cái này không đó. Để sống đó. Sao cho con đi về quê chơi thấy vui không? Dạ vui. Chắc không? Chắc không? Mai mốt đi nữa không? Dạ mốt. Ở đó có heo lắm mà. Chút nữa cho heo ăn đó nghe. Sao con chán nói cho ba nghe coi. Mày ăn trùng bò, ăn trùng heo mà cho heo ăn được. Con thích hả? Thúi quá. Thúi đâu thúi, thúi thì mình đáng chịu. Ba có cho heo ăn đó mà tụi con không chớ ngoài đồng rồi. Hôm qua biết tại sao con về trễ với tay quẩn không? Dạ. Con đại gia bạn mày với con á, thi để giành candy. Hôm nay con có một cuộc chơi để thi với candy. Ai nhiều điểm hơn người ta sẽ thắng. Hãy dẫn candy đi chơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29. 6, 4, 7, 4, 8, 9. 100. Hết. Ai bắt ông nhiều hơn chiến thắng. Sao bạn nó nói là bạn nó thắng nhưng mà bạn nó cứ lấy qua nhóm bạn nó quên bạn đó nói là mình thắng không mà chuyên gian vậy á. Rồi cuối cùng là con thắng. Candy chọn ai? Đi chọn bên Trang. Candy chọn bên Trang hả? Con đây là fan hâm mộ bên Trang. Ủa vậy hả? Bên Trang có phải fan hâm mộ Candy không? Sướng nha, có fan girl nha. Giờ con sẽ bắt đầu làm fan hâm mộ của Candy. Hả? Sao mà con? Con lấy con vừa cho heo ăn. Con muốn cho heo ăn hả? Con cũng cho heo ăn. Tại hôm qua đi bắt ốc lâu quá thì con cũng không cho heo ăn được buồn. Hả? Hay là mình lát mình vô mình ngủ với heo luôn rồi, ngủ chơi với heo. Ghê quá. Cho heo ăn thôi chứ con không muốn ngủ đâu. Nè hôm qua ba đi vô chơi với heo luôn. Vậy bây giờ nè, nghe ba nói nè. Lát hồi chúng ta sẽ trả ơn bác Năm Thoa bằng cách cả gia đình chúng ta sẽ đi cho heo của bác Năm Thoa ăn nha. Ăn non nè bác. Hai đồng ý, giơ tay lên. Giơ tay nào. Không. Khang đi với ba nè. Con sẽ phụ ba bỏ nhỏ những cái miếng này. Miếng này to quá. Đúng vậy. Lát ba sẽ quăng vô con vô chuồng heo luôn. Đi ra đây nè. Tự nhiên chỉ ở con không hên. Không phải hên. Hên. Ok. Đàn heo kìa. À, đầu tiên á. Rồi tụi con cho ăn đi. Hai tay luôn. Wow. Nè Khang cho ăn đi nè. Bên chuồng khác nữa đó nha mấy các bạn. Vui không? Ơi. Dạ té. Bên này. Đi. Đi chạy mấy chú. Vậy? Đi. Đi đâu? Con dẫn chỗ này. Thôi dẫn chỗ nào? Con muốn vô chổng luôn không? Không. Có chỗ này nè. Chỗ nào? Ơi, con chú con rồi. Thấy con bự nè. Nè, lấy thêm nè. Thấy con bự nè. Con biết. Đây nè. Bự nè.
Một đêm của chúng ta ở dưới vùng quê đã sắp kết thúc rồi. Tụi con thấy như thế nào? Mẹ thấy rất là vui. Vui hả? Muốn đi nữa không? Dạ muốn. Ba có một trò chơi trước khi mình chia tay nhau. Đây là máy phát hiện nói dối. Máy phát hiện nói dối. Wow. Được nhập khẩu nguyên chiếc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chiếc máy này để xem là tụi con cảm nhận thật sự như thế nào về chuyến đi này nha. Rồi, Khang trước nha. Đây, bây giờ ba hỏi, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị. Con có thích bạn Candy không? Có thích. Chà, vậy là trả lời thiệt rồi. Rồi, Candy có muốn hỏi gì bạn không? Thấy vui không? Rất là vui luôn á. Nó sợ là bị giật nha, nó sợ là cái máy giật đó. Cũng bị giật nè. Wow. Hay quá, vậy là hôm nay Minh Khang chỉ toàn trả lời thật thôi. Rồi, bây giờ tới con. Con à. Con có thích chơi với bạn Khang không? Thích. Không có thích. Không có thích. Thích mà đúng không? Chắc thích á. Sao bạn nó đang nói dối thật vậy? Bạn nó đang nói với bạn nó cực kỳ ghét con. Tại sao vậy? Bạn con nói đây cứ đẩy con rồi xíu xíu không nổi bà con một túi nước người đó rồi đẩy cho bạn, bạn văng cái gì đẩy con rồi con mày mày nó cắn con nữa đây nè. Ủa sao bạn Huy rồi bạn đó còn rồi dạch kinh đi với con. Dạ hả? Sao vậy Huy? Ghét bạn đó nhớ con. Sao dạ? Sao con đánh mấy bạn vậy? Tại mấy bạn không chịu chơi với con đúng không? Dạ. Đúng không? Mấy bạn không chịu chơi thì mình xin lỗi. Đó, mấy bạn xin lỗi rồi kìa, thấy chưa? Huy có gì muốn nói với mấy bạn không? Mấy bạn xin lỗi Huy rồi kìa. Giận mấy bạn luôn. Con muốn hỏi gì nè? Hỏi đi. Lúc bạn đi bắt ốc, bạn bắt được bao nhiêu con cua? À, con cua. Ốc quá trời luôn. Không, phải con ốc ông ta. Không có con cua nào hết. Nó sai rồi. Ở đây có nước. Trời. Đúng rồi. Không có con cua nữa. Bạn nhớ là bạn nó trên bên bạn nó có một con cua nhưng mà sự quả bạn nó cướp cua con. À, cướp con hả? Bây giờ. Vậy là bây giờ mới. Bây giờ mới ra sự thật ha. Đi khỏi chơi. Bây giờ ba hỏi tiếp nha. Con thích ba ở điểm nào? Không. Con thích ba ở điểm nấu ăn. Nấu ăn. Vậy là thiệt đó hả? Con mình con thích ba nấu ăn đó hả? Hả? Nghe này. Canta lâu ngon mà hả? Rồi, bây giờ hỏi tiếp nè. Con thích mẹ ở điểm nào? Con thích mẹ ở điểm nấu ăn mà. Mặt của mẹ hả? Là mẹ được cái mặt thôi hả? Chú Phát La hỏi nè.
giữa bạn Khang với bạn Huy con thích bạn nào hơn? Con thích bạn Khang. Đúng rồi, bạn Khang. Bạn Khang nha mọi người. Khang nha máy tính. Tại sao con thích bạn Khang hơn? Hả? Đang hâm mộ của bạn Khang hả? À, sao không thích bạn Huy? Bạn Huy thấy không? Bạn Khang đâu có ai mà đánh người khác, kiếm chuyện với người khác mà người ta thích mình đâu, đúng không? Bạn Huy đánh bạn Khang còn bảo vệ con nữa, bạn Huy có bảo bạn... Bạn Huy thậm chí còn đánh được trái tim của con nữa. À, cái tim con bên đây hả? Ra hay tay gì đó. Trái tim tay nữa. Con cảm ơn bạn mẹ vì mẹ đã cho con lần đầu tiên xác định được những thứ gì gọi là giữa cháy và không giữa cháy. Trong cái việc đốt củi. Thứ hai là con cảm ơn ba. Vì ba con không có tin được là ba cái món gà của ba vào buổi tối hôm qua nó ngon hơn món bữa sáng rất nhiều. Ủa tối hôm qua ba nấu gà? Ớt chiên. À ba chiên ớt mà ngon hơn buổi sáng rất nhiều luôn hả? Dạ. Đó buổi tối mà. À, có mai ngô ba không? Con ăn một cái đùi rồi. Nè hả? Con cũng ăn một cái đùi. Ba chiên y chang như là đùi gà luôn đúng không? Đúng rồi. Ngon quá trời ngon đúng không? Con đâu tưởng là con gà con ăn dè. Tưởng con gà con ăn dè. Đây. Thôi gấp cho con nha. Ngon quá. Con thích cục cơm ra thắng này là nguyên. Ba mẹ phải hơi là phải có cái tính hài hước vô. Vậy hả? Ba mẹ không có hài hước hả? Không có hài hước đến nỗi con mong đợi. À sao vậy? Con mong đợi là bây giờ bạn chọn trong những cái người nổi tiếng này về sẽ chọn ai? Qua đi qua đẹp gái quá. Chưa chân thành với cô hai. Ok. Quyết định rồi. Chốt luôn. Hôm nay em hơi ở chơi đùa. Chơi đùa sao? Chơi đùa giống như là chơi đùa khi là giống như là bị hỏi một câu hỏi mà giống như kiểu như là như mà bị hỏi cô Nhiêu thì hay chơi đùa thì hay là thích chơi đùa mấy cái từ đó, giống như là con hỏi ba là con hỏi mẹ đây là mẹ đang có bầu đúng không, không mẹ trả lời cái con những cái câu trả lời hài hước kiểu vậy, như là nó chỉ là mấy cái ván như mà như vậy á thì nó không có gì gọi là hài hước đúng chuẩn. Có nghĩa là con muốn ba mẹ nhây nhây lại với con đúng không? Nhây hơn xíu đúng không? Mà ba mẹ hôm nay đông quá, năm đứa lần ba mẹ nhây với mọi đứa là chết ba mẹ luôn, con chịu không nổi luôn đúng không? Cho nên là lần sau á có chương trình nào mà có một mình con á, ba mẹ tới ba mẹ nhây banh sát với con nha. Dạ nhây là con bể bụng thôi chứ đừng có nhây banh sát. À nhây bể bụng thôi, không nhây banh sát hả? Cha nào? Ờ đúng rồi, tôi là cha. Con nghĩ là con sẽ có điểm tốt mà. Ba là không có điểm tốt rồi. Cái gì vậy? Nấu ăn cũng giỏi. Nhưng mà buổi tối đâu có tiến bộ mà. Đâu phải ai sinh ra đâu phải cái gì cũng giỏi đâu. Mình phải học từ từ. Đâu có đâu, đâu có ai trên thế giới này là hoàn hảo đúng đâu. Đúng rồi. Nó còn chưa nữa hoàn hảo nữa mà. Đúng rồi. Đâu có giống như là cực kỳ 100% hoàn hảo đâu. Nhưng mình là siêu hoàn hảo. Đâu phải là nấu thử liền luôn ngon liền đâu. Đúng rồi. Cái đó là không có rồi đó. Rồi, gọi gì nữa? Mẹ cũng giỏi. Nấu ăn tối hôm qua ngon á, con lương á. Lương ngon á. Gọi gì nữa? Con lương nó là anh bắt được á nha. Cái mẹ. Con yêu mẹ. Cảm ơn con cha, mẹ cũng phải yêu con. Yêu nhiều không? Con yêu mẹ hơn. Ngày xưa còn có dáng tóc xù là. Con cảm ơn ba. Ba nấu cái gì? Lúc buổi sáng cái canh gà hấu. Cái quên cái canh hành lòng. À, cảm ơn con. Là món ăn làm từ thanh long và tôm. Món ăn này mang tên rồng uốn lượn đầu nguồn. Cái tôm mẹ nấu á, tôm chiên dừa. Cho chi dừa nạo á. Mẹ ngọt ngon. Dừa có miếng là tự nhiên đuôi không ngốc vỏ. Vui không?
cảm ơn ba đồ ăn dở là sao? Là vì bạn đã thích, thì bạn đã thích đồ ăn dở. Mẹ nấu đồ ăn dở. Mẹ nấu ăn dở luôn hả? What? Cảm ơn con chê. Sao lúc con khen lúc con chê vậy? Sao sáng lúc ăn uống ngon quá, ngon quá mà. Đấy là con khen ba giỏi. Ăn khen mẹ không giỏi. Ủa mới giỏi khen... chứ không mới... phải dở. À, ba nắng ba nấu đồ ăn giỏi hả? Chứ không phải nấu đồ ăn dở hả? Dạ. À làm. Đâu muốn đâu? Mấy đứa nhỏ này làm phiền ghê đó. Ba đang căng thẳng lắm con biết không? Ba không làm ăn được gì hết á. Bây giờ là mình đã nghe ý kiến của những đứa con rồi. Bây giờ mẹ có muốn nói gì với những đứa con không? Đó. Thật sự thì là tự nhiên có bao nhiêu đứa con đây thì cũng hơi là... Không, mẹ thấy kỳ lắm. Sao kỳ? Biết là tự nhiên có tận 5 người con. Xong là phải kiểu má chưa có quen á, thấy không? Phải kiểu phải chăm sóc á. Nên là hơi bị, nên là chưa có tốt cho lắm, chưa có giỏi. Nên là... Chưa có quen chăm sóc cho nhiều người như vậy đúng không? Xong rồi cái mất tiêu luôn. Xong rồi còn ngồi lấy cái cây đó, cái cây nhóm vô bếp lửa xong chích vô rồi. Rất là cực luôn. Bây giờ mới... Không phải chích ba bằng cái cây lửa hả? Cây thằng lửa chú ơi. Không được có chích ba nữa. Con đi qua lấy cái kia cho ba. Cái dừa đó kìa. Ừ. Mày có không có chơi gì nữa hay không? Giống như con tạo động lực cho ba hả? Để làm nhanh lên đi hả? Các con ông Năm đi Sài Gòn, ông Năm gửi cho các con ở nhà. Rồi ông Năm dặn con rồi là những điều mà con làm rồi con làm y theo lời của ông Năm dặn không? Dạ có. Có cho heo ăn không? Dạ có. Tụi con cho heo ăn tới 2 lần luôn không? Vậy đó. Dạ. Tụi con còn có một món quà các bạn nhỏ muốn dành tặng cho ông Năm. Ông Năm đi theo tụi con nha. Dạ. Rồi. Chúng ta hãy dẫn ông Năm đi xem món quà của chúng ta nào. Rồi. Đây đưa mấy đứa nè, đứa nào là cảnh nào? Tại vì bác Năm Thoa đã cho mình mượn nhà quá trời vậy rồi, mình phải tặng thêm cái gì cho bác Năm Thoa nữa chứ. Tụi con muốn làm gì? Dạ con muốn Năm Sơn lại chuồng heo.
nào của ông Năm. Dơ quá. Mấy con biết vẽ không? Dạ con biết vẽ. Có chân đổ. Chân đổ thì con để đây. Đưa mình xem. Đừng xem. Lấy cái khác rồi ba. Ba được không? Cảm ơn ông Năm. Gia đình siêu nhọn. Này là gì? Cái này là ngôi nhà hay là nóng chảy? Ngôi nhà hả? Mặt trời. Cái cây đẹp quá. Đó ta đây mọi người. Có phải là mặt trời không con? Dạ phải. À, mặt trời. Rồi chữ là ông. À. Ông Năm. À. Rồi mỗi một đứa là mỗi một cái cảnh hết. Rồi. Ông Năm thấy cái nào đẹp nhất? Thấy không? Mà sao đứa nào cũng đẹp hết để em. Đứa nào vẽ cũng đẹp hết đâu. Rồi ông Năm cảm ơn các con nha. Dạ. Con Năm nhiều ạ. Bây giờ mình lên dọn dẹp hành lý rồi tạm biệt ông Năm nha. Rồi đâu rồi chúc tụi con học hành ngoan nha. Dạ. Bây giờ mỗi người chúng ta sẽ ôm ông Năm cái rồi tạm biệt nha. Cảm ơn ông Năm nhiều. Rồi nha, ngoan nha con, về tao học hành ngoan nha. Dạ. Con ôm ông Năm cái nè. Rồi. Cảm ơn ông Năm đi. Rồi ông Năm hẹn gặp lại ngay tụi con. Dạ, bye bye ông Năm, tụi con đi nha. Rồi. Con chúc bác Năm có gì sức khỏe. Rồi, con chào ông Năm. Chào ông Năm. Chào ông Năm. Chào ông Năm. Con chào ông Năm. Tạm biệt ông Năm nhé đi. Con chào ông Năm. Con chào ông Năm. Mà ba đứa quả với nhau thử. Thôi em đi dài nè, em đi về dễ nè. Đi về dễ nè. Thôi đi em bốn bánh mà, thôi em không đi về. Gia đình siêu nhộn tập 73 sẽ được phát sóng vào lúc 17:20 thứ bảy ngày 3 tháng 8 trên kênh HTV7.